Ôi, mình lại cảm giác nhớ ba mẹ của mình nữa rồi. Ở nơi xa đó, mong là ba mẹ của mình vẫn sống thật là tốt. Ôi, công nhận đây phòng ba mẹ mình nó rộng thật, nhưng mà bây giờ thì không còn ai ở đây nữa. Mình nhớ ba mẹ quá. Đây cũng là những nơi mà gia đình mình lúc nào cũng tụ họp vui vẻ với nhau cả. Nhất là cái nơi này không bao giờ ba mẹ cho mình lại gần cái chậu nước này cả. Hả? Dưới chậu nước này có cái rương gì vậy ta? Mình phải đập ra coi mới được. Hả? Ủa? Đây là viên ngọc gì vậy? Hả? Mình đang ở đâu vậy? Này con gái, nếu con tìm thấy quả cầu này thì chắc có lẽ hiện tại ba mẹ đã mất. Đây chính là những hình ảnh mà ba mẹ đã lưu lại từ trước cho con. Sự thật ba mẹ muốn nói với con là từ thở xa xưa, Rồng Băng chúng ta đã là một gia tộc hùng mạnh. Ông cha gia tộc ta đã bỏ biết bao công sức để tạo nên sự vương thịnh cho thế giới rồng. Thế nhưng tưởng chừng như mọi thứ đã yên bình thì gia tộc ta lại bị chính những người thân cận phản bội, để rồi bị đẩy vô cảnh nhà tan cửa nát. Ba mẹ đã phải chạy trốn khỏi vương quốc để tránh khỏi sự chi đuổi của gia tộc Rồng Lửa. Cuối cùng chúng ta đã lưu lạc đến thế giới loài người này để ngăn cản bọn Rồng Lửa tìm được. Ba mẹ đã dùng gần như toàn bộ năng lực của bản thân để niêm phong cánh cửa rồng lại. Tuy nhiên nguồn năng lượng đó lại thu hút bọn quỷ gian ác. Chính vì vậy ba mẹ đã phải tìm một số người có thể chất đặc biệt để có thể truyền một phần sức mạnh để cùng cha mẹ canh giữ cánh cổng đó. Vì gần như nguồn năng lượng của ba mẹ đã dùng để phong ấn cánh cổng nên sức mạnh bị giảm sút đi rất nhiều. Chính vì vậy ba mẹ rất dễ bị đánh bại. Con hãy đến ngôi làng kiếm cánh cổng, con sẽ tìm được câu trả lời của mình. Bây giờ mình phải đến ngôi làng để tìm kiếm nó thôi. Buổi sáng rồi, Jimmy vẫn chưa nhớ mình. Bây giờ mình phải làm sao đây ta? Một mới sáng chắc là mọi người đang cần sự giúp đỡ thôi. Để mình đi ra coi mọi người có cần giúp gì không. Ôi, chào mừng nha. Ở đây giúp anh vài việc cái coi. Hello, anh Sủi cần làm gì? Trồng hết cái khu này là xong rồi. Thì để em làm giùm cho. Sao vậy em? Hả? Hôm nay sao xuống sắc dữ vậy? Em vẫn bình thường mà, có gì đâu. Trời ơi, nhìn mặt mày là anh biết mày đang giấu rồi. Thôi nào, kể cho anh nghe coi. Thôi không có gì đâu, thôi em xong rồi đó. Nè, trả anh cà rốt nè. Trời, cái thằng này cứ giấu hoài trời. Thôi, thôi em đi giúp người khác nha. Này nha. Dạ chú, sao hả? Người ta cháu qua giúp chú sửa lại cái đe coi. Sao chú rèn đồ hết được rồi. Cái đe này, nó hơi nứt kìa. Bây giờ chú chỉ cần thay cái mới thôi là được rồi. Ủa sao hôm nay nhìn cháu buồn vậy? Tớ có vài chuyện không vui mà. Không sao đâu chú. Lại là cái chuyện của cô bé Rồng Băng gì nữa phải không? Kể đầu kể chú nghe coi. Nè là Jimmy bây giờ tỉnh lại rồi. Sau bao lâu mà chờ đợi nằm trong cái chỗ mà ông Băng á. Thì nhưng mà bây giờ cô ấy không còn nhớ cháu là ai nữa. Ok vậy. Hình như là cô ấy đã bị mất trí nhớ rồi. Ông chú có cách nào giúp cho người mất trí nhớ nhớ lại mọi thứ không? Chỉ cho cháu chứ. Hay là để ta rèn lại con nhỏ đó giùm cho. Chắc nhớ lại được á. Nói vậy chú, giỡn gì vậy? Đen buồn chú ơi. Rồi, thấy buồn giỡn vui thôi. Giờ cháu qua nhà của cô Ly rồi, chắc chắn biết cách á. Chứ ta rèn làm sao biết được mấy vụ này. Vì còn lại bây giờ mình sẽ qua nhà cô Ly để coi có được thông tin gì để có thể giúp được Jimmy không? Nhóc. Gì anh Sỏi?
Em nói em định qua nhà bà Ly đúng không? À đúng rồi, giờ em qua nhà bà Ly có chút chuyện, sao vậy? Có gì dắt con lừa này giùm anh cái, trời ơi. Bà Ly bữa giờ bà xin cà rốt hoài mà anh chưa có đưa nữa, nên là qua đưa cho bà giùm anh nha. Rồi, để em giúp cho, rồi ok. Rồi, cảm ơn em. Tới rồi. Cô Ly ơi, cô Ly ơi, có nhà không cô Ly? Cô Ly đây đó, đây đó. Cô Ly. Vậy. Anh Sơn à, có cô Ly nhà không Sơn? À có, nhưng mà chi vậy? À anh Sủi kêu em đem cà rốt qua cho cô Ly với anh Sơn. À thằng Sủi à, ok, cho mang vô nhà có luôn á. Dạ rồi thì thôi em để này đi chứ đem vô sao hết à. Em vô em gặp cô Ly xíu. Cô Ly ơi, cô có nhà không cô ơi? Dạ anh Sủi nhờ con đem cà rốt ra anh Sơn giữ ngoài á. Mà cô ơi, cho con hỏi một xíu chuyện được không? Tại vì heo bác thợ rèn nói á là cô biết nhiều chuyện lắm. Mà chuyện gì mới được? Là thôi bây giờ con vô đây rồi để tiện nói chuyện hơn nè. Dạ. Rồi giờ nói gì nói đi, ta giúp cho. Dạ là Jimmy á cô, cái người mà rồng băng con kể cho làng á, con nhớ lần trước là đã bất tỉnh thì lần này đã tỉnh lại rồi, nhưng mà có điều lạ lắm là cô ấy không nhớ gì về con hết á, không nhớ gì mọi thứ luôn, giống như là đang mất trí nhớ tạm thời vậy đó. Con đang muốn hỏi là có cách nào để cho cô ấy nhớ lại những gì mà trước đó không, hay là con thử dẫn cô ấy đến những nơi mà quen thuộc, những nơi mà có kỷ niệm cực kỳ đẹp giữa hai đứa đó, chắc chắn Jimmy sẽ biết thôi. Thì ra là vậy. Dạ được rồi, em cảm ơn cô, con đi liền đây. Sao con lừa này về cho thằng Sủi đi, vẫn còn thiếu tiền 200.000 tiền hít đất bữa nha. Nó Sủi rồi, bị lâu rồi đó. Ông tên Sủi mà không sao không Sủi được. Thôi để em về nha, để em kêu bây giờ anh nhắn, em nhắn lại với anh Sủi là anh Sơn nhắn với anh Sủi là kêu anh Sủi trả 200.000 tiền hít đất. 200.000 tiền hít đất, đúng rồi, bữa nó thiếu nợ lâu lắm rồi đó. Rồi giờ em đi liền anh Sơn. Sủi ai nhóc trời. Nhóc đi ai về hả, làm gì cũng nhanh đó. Anh trai trả tiền cho anh Sơn rồi anh trai. Ê, tiền hết đất đúng rồi, tiền hết đất 200.000. Có gì á, em qua em đưa ổng 200 giùm được anh được không? Tiền đâu, đâu có tiền đâu, em làm gì có tiền, em nghèo hơn anh nhiều anh trai. Trời ơi anh em nha, mà có gì anh trả lại sao cho. Thôi anh tự lo đi, em về em bận công việc rồi, em đi nha. Anh có bao giờ lừa mày đâu, mày trả giùm anh đi, anh hứa. Anh lừa nhiều rồi, ai cũng nói đó. Thôi đi nha, bye bye. Nhà anh nuôi nhiều lừa chứ anh có lừa mày đâu. Không. Suốt mấy tháng qua chờ đợi Jimmy mà bây giờ mình lại bị đuổi về như thế này. Không ngờ Jimmy mất hết tất cả ký ức về mình. Không thể được, mình không thể bằng lòng như thế được. Mình phải làm cách nào đó để có thể cho Jimmy nhớ lại mình mới được. Không thể để Jimmy cô ấy bị mất trí nhớ vậy được. Đi liền, mình phải đi liền gặp tức, đi tìm cô ta. Nhanh lên. Jimmy. Bà nhớ ra tôi hả? Sao? À đúng rồi, bà nhớ ra tôi là cái chắc rồi đúng không? Nhớ thì bà mới có thể tìm được đường tới đây đúng không? Trời ơi, giật bà tôi mừng quá trời ơi, nói chuyện cả lắm hết. Trời ơi, Jimmy bà nhớ lại đúng không? Tôi này hi ha đẹp trai đúng không? Đúng không? Không phải trong cơ thể của ngươi có chứa viên ngọc của ta sao? Ta có thể cảm nhận được, không nói lung tung nữa, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ba mẹ của ngươi đâu rồi? À, thì ra là vậy. Ba mẹ của tôi hả? Họ mất rồi. Sau một lần lên núi, hai người bỗng nhiên đã mất đột ngột. Thầy Lan nói không tìm được nguyên nhân. Không lẽ nào cái chết của ba mẹ mình cũng liên can tới cái chết của ba mẹ cậu ta? Ta muốn ngươi giúp ta tìm cánh cổng đến thế giới rồng với ta. Cái gì? Thế giới rồng có tồn tại sao? Cô muốn về đó hả? Bớt hỏi lại, ta sẽ kể với ngươi trên đường đi. Mau lên. Ê, đợi tôi với. Ủa vậy bây giờ chúng ta đi đâu Jimmy? Trước tiên á, chúng ta phải quay về lâu đài để tìm bản đồ chỉ dẫn đến cánh cổng rồng trước đã. Ta nghĩ ba mẹ ta giấu nó ở đâu đó trong lâu đài thôi à. Vậy bây giờ chúng ta đi thôi.
ơi, mệt quá. Rồi, vậy bây giờ mình đi đâu nữa Jimmy? Ok, bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm bán đồ đi ha. À, được rồi, ok, để tôi đi tìm cho. Ôi, Jimmy ơi, chỗ lâu đài này của bà nó rộng lớn quá. Nếu mà chúng ta tìm đó, mất rất là nhiều ngày luôn á. Để tôi nghĩ xem đã. Ha, tôi biết rồi, ông đứng ở đây nha, đợi tôi một chút. À thôi, vậy mình đi tìm chỗ khác vậy. À, tôi tìm được thấy rồi, Hi-ha ơi. À, ở đâu? Đây, đó đâu, tôi tới liền. Vô đây đi. Tôi nghĩ nó ở đây đó, tại vì chỗ này là ba mẹ tôi thích nhất, mà cũng là chỗ ba mẹ tôi hay làm việc nữa. À, có thể nói này cũng đúng. Ê, chia nhau tìm thử đi. Ok. Ở đâu được nhỉ? Hi-ha ơi, tôi thấy rồi. Ừ, đúng rồi. Ở đây nè. Hình như có một chiếc rương bí ẩn kìa. Có gì trong không? Có một cái bản đồ. Đâu, cho tôi mượn coi. Đi theo tôi ra đây nè Jimmy. Đây rồi, tôi sẽ dán này lên. Đó. Sao cậu biết rõ nơi này quá vậy? Thì tôi đã nói với cô là ban đầu tôi giúp cô trong mấy cái chuyện này mà. Trong lúc mà cô đóng băng á, tôi có dọn chỗ này nên tôi biết. À thôi, đừng quan tâm nữa. Ê, kìa, có phải là nơi mà chúng ta cần đến không? Cái nơi dấu ít kìa. Tôi nghĩ chính là nó đó Hi-ha. Bây giờ chúng ta mau đến đó thôi. Được rồi, lấy lại bản đồ đi, chúng ta đi. Ok. Đi, lên. Thôi, chúng ta cần đi gấp thôi, nhanh lên Jimmy ơi. Ok, chúng ta lên đường thôi Hi-ha ơi. Hình như nó ở gần làng tôi thì phải á Jimmy. Tôi cũng nghĩ là nó ở đó đó. Bây giờ chúng ta phải đi nhanh thôi Hi-ha ơi. Không thôi chậm trễ đó. Lên nhanh lên. Jimmy, bây giờ á, cho dù bà không nhớ lại thì tôi cũng sẽ làm cho bà nhớ lại. Nếu ta cả đời này không nhớ ra ngươi thì sao? Vậy thì tôi sẽ đi theo Jimmy suốt cuộc đời luôn. Vậy thì đi theo suốt cuộc đời luôn đi. Rồi, đi. À, nhớ rồi. Ủa nữa Jimmy, cái chuyện mà bà nói bà vừa gặp ba mẹ mình là sao? Ta tìm thấy một quả cầu băng, trong đó có chứa lời nhắn của ba mẹ ta kể lại. Họ nói rằng gia tộc ta sau một trận đánh với gia tộc rồng lửa, vì sợ bọn rồng lửa đó, cha mẹ tôi đã dùng gần như toàn bộ năng lượng của họ để phong ấn cánh cổng đó lại. Trong đó cũng có sự giúp sức của ba mẹ cậu nữa đó. Họ là những hộ vệ thần được cha mẹ ta tuyển chọn. Trong cơ thể của cha mẹ cậu có chứa sức mạnh của cha mẹ ta, nên lúc ba mẹ ta mất đi, ba mẹ ngươi cũng đột ngột đi theo đó. Tôi hiểu mọi chuyện rồi, tôi cũng hiểu lý do tại sao ba mẹ của tôi đã qua đời trong giai đoạn đó. Thôi được rồi, chúng ta đi tìm bến cổng đi, trời cũng sắp tối rồi đó. Đây có phải là cái hang mà bà đang cần tìm đúng không? Ừ, hình như là nó đó. Bây giờ chúng ta mau đi xuống dưới thôi. Vậy đi lẹ đi. Đau quá. Không ngờ con ngõ rồng băng nó còn sống nữa. À nhớ, ta đã giết nó rồi mà. Ta vừa mới vừa cho con mắt ta theo dõi con nhỏ rồng băng đó, cuối cùng nó cũng đã kiếm được cái tấm bản đồ đó rồi. Cái gì? Tấm bản đồ đến nguồn năng lượng thần bí kia sao? Còn nó tìm được ở đâu vậy? Chúng tìm được ở trong lâu đài đó. Vậy địa điểm là ở đâu của ngôi làng? Ở ngay thác nước dưới ngôi làng đó. Con rồng đó cáo thật á. Mà giấu ở nơi đó làm ta tốn công đi tìm biết bao nhiêu nay. Gọi toàn bộ đội tập hợp lại tại chỗ cái thác nước đó. Hôm nay con nhỏ rồng băng nó sẽ đi theo ba mẹ nó luôn. Wow. Ui, đây có phải là cái chỗ mà cánh cổng mà bà nói không Jimmy? Tôi nghĩ nó chính là cánh cổng rồng đó Hi-ha.
Ui, nhìn nó sợ thiệt. Trời ơi, ôi, ôi, Dương My ơi, bà có cảm giác ở trên miệng hang, ở trên mặt đất đây có chuyện gì không? Có, nó đang đung chuyển đó. Ôi, bà có cảm nhận được sức mạnh này của ai không vậy? Hình như đây có chiến tranh gì trên đó kìa. Ôi, xèo ghê, bà có cảm nhận được cái gì không? Có, tôi đang cảm nhận được cái sức mạnh nó rất là gần gũi với nhau. Không lẽ là bọn quỷ xuất hiện lại nữa rồi đó? Ôi, lên giúp bọn họ thử xem sao, nhanh lên. Ta đã quay trở lại và sẽ xâm chiếm cái làng này. Hãy hủy diệt hết khu này đi, cái con của ta.